kiếm nó biết. Đây là mặt của chị Hoa, sau khi lăn kim xong thì tất cả các vết mụn nó sẽ sạm xuống. Mặt gớm này có đẹp không? Bây giờ thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Đấy, nó nhẹ thôi nhưng mà nhìn mặt thì thấy sợ. Đấy, chị nói đúng đau lắm không? Bây giờ còn đau không ạ? Bây giờ thì hết đau. Nhà em là cái chương trình cứ mỗi một bước thì là bị đau sau hết một bước đấy.